chào các em. Ngày hôm nay tôi tiếp tục sẽ hướng dẫn cho các em sửa bài học bài số 9 căn bậc 3 cho các em. Trước khi sửa vô bài tập thì tôi sẽ nhắc lại một chút xíu lý thuyết nha. Một số chủ điểm quan trọng của bài học số 9 ngày hôm nay là căn bậc 3. Những bài học trước các em học căn bậc 2 đúng không? Đó, em muốn khai căn bậc 2 ra được thì em phải có mũ 2 đúng không? Vậy ở đây căn bậc 3 thì bắt buộc em phải có mũ 3. Vậy thì các em, tôi nhắc lại nha, công thức rất là đơn giản các em. Khi em có căn bậc 3 của A mũ 3 nha, căn bậc 3 của A mũ 3 thì mang vào thành A. Và không cần phải lý giá trị đối như căn bậc 2. Nhớ nha, và cũng chẳng cần xét điều kiện gì luôn. Cứ có căn bậc 3 của A mũ 3 thì mang ngoài bằng A. Có nghĩa là trong căn bậc 3 đó ha, tạo thành mũ 3 thì em đưa ra ngoài bắt mũ 3 là được. Vậy tôi nói lại công thức. Căn bậc 3 của A mũ 3 chính là bằng A. Đó, công thức này em phải thuộc nha. Thứ hai, các em cần phải nhớ một số tính chất giống như là quy tắc hai phương một tích, quy tắc hai phương một thương, quy tắc nhân hai căn bậc 2, quy tắc chia hai căn bậc 2 các em. Và tương tự ở đây cũng vậy luôn. Các em nhớ này, các em nhớ nha. Căn bậc 3 của A nhân B chính là bằng căn bậc 3 của căn A nhân căn bậc 3 của B. Đó, và ngược lại như cũng biết ngược lại cũng được vậy nha em. Đó. Tiếp tục là căn bậc 3 của A chia B nha, thì bằng căn bậc 3 của A chia căn bậc 3 của B nha, và ngược lại cũng được luôn điều này nha. Vậy thì em cần phải nhớ có hai chủ điểm thôi nha. Đó, cách khai căn bậc 3 như thế nào rồi, và nhớ tính chất căn bậc 3 nha. Vậy thì các em quan sát vô này. Đầu tiên tôi sẽ hướng dẫn cho các em làm một số câu hỏi trống trong sách giáo khoa trước nha. Người ta yêu cầu là tìm căn bậc 3 của mỗi số sau. Đầu tiên là số 27 nha. Vậy là hỏi chấm 1 nè các em. Hỏi chấm 1 thì tôi yêu cầu tính căn bậc 3 của 27 nha. Rồi, vậy mình chỉ cần đưa 27 làm sao tạo thành mũ 3 thôi nha. 27 chia xuống thì tốt nè các em. Chia 3 được 9 đúng không? Chia 3 được 3, chia 3 được 1 có phải 3 mũ 3 không? Căn bậc 3 của 3 mũ 3. Rồi, mang ra ngoài căn đơn giản chưa? Đó, công thức mình học rồi. Đó, căn bậc 3 của A mũ 3 thì mang ngoài bằng A. Và căn bậc 3 của 3 mũ 3 thì mang ngoài bằng 3 nha. Rồi, tương tự người ta nói là tiếp tục căn bậc 3 âm 64 nha các em. 64 nè các em. 64 làm sao đưa về mũ 3 được các em? Đó. Nếu mà em chia số nguyên tố, chia số nguyên tố như vậy này, này coi sự thành công nha. Em chia cho 2 được các em. Cái này em làm bài tập hết em thuộc rồi. Em nếu mà em làm nhiều về mũ 3 thì em nhớ là một số mũ 3 em hay gặp này. Thứ nhất là có thể là 1 là 8 là 2 mũ 3 nè, 27 là 3 mũ 3 nè, 64 là 4 mũ 3 đó các em. 125 là 5 mũ 3 đúng không? Cái đó là hay gặp. Rồi, nhưng mà ở đây làm sao những cái 4 mũ 3 thực sự như nào? Tôi chia như vậy có thành công nha. Tôi chia cho 2 thì còn 32, tôi chia 2 còn 16, tôi chia 2 thì còn 8, tôi chia 2 thì còn mấy em? 4 chia 2 còn 2, chia 2 còn 1 đúng không? Vậy biết là 2 mũ mấy em? Đến là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 mũ 6. Nhưng mà tạo thành 2 mũ 3 thôi. Rất đơn giản. Em học rồi, 2 mũ 6 chính là bằng 2 mũ 2, tất cả mũ 3. Đây, lý thừa cùng lý thừa bằng tích lý thừa, đúng không? Có phải là bằng 4 mũ 3? Vậy là âm 4 mũ 3. Vậy rất đơn giản, căn bậc 3 của âm 4 mũ 3 thì mang ngoài bằng âm 4. Dấu trừ thì ghi dấu trừ, dấu cộng thì mình ghi dấu cộng nha các em. Nha. Đó. Tạo thành mũ 3 cũng được thôi. Tiếp tục, căn bậc 3 của không, chắc ăn là không này đúng không em? Hiểu muốn không muốn mấy cũng được, không không ba cũng bằng không đúng không? Đó nè đấy, thì vậy căn bậc 3 của không chắc ăn nó bằng không. Đó. Rồi tiếp tục, căn bậc 3 của 1/125 rồi đưa về mũ 3 rất là đơn giản em. 125 em nhớ 5 mũ 3 đúng không? Mà này là 5 mũ 3, vậy 1 mũ 3 mình phải nhớ, phải theo ngay luôn. Vậy là 1 mũ 3. Vậy đấy chính là bằng 1/5 tất cả mũ 3. Đó. Vậy thì mình khai căn bậc 3 của 1/5 tất cả mũ 3 chính là bằng 1/5 nha các em. Đó. Các em quan sát sang câu hỏi chấm 2 nha. Người ta yêu cầu tính này nè. Tính cái này mà bằng hai cách nha các em. Vậy thì tôi làm cách thứ nhất đi. Rồi, căn bậc 3 này chia căn bậc 3 này, đúng không? Vậy thì em nhớ lại công thức hôm nay tôi đã nhắc á. Căn bậc 3, đúng không?
căn bậc 3 của A trên B thì bằng căn bậc 3 của A chia căn bậc 3 của O, B và ngược lại. Vậy thì mình gom ra đó, giống một chữ căn đó. Đó, lấy 1 7 2 8 để chia cho 6 mươi thứ. Đó, căn bậc 3 của A chia B. Đó, và em chia này ra ha. Em lấy 1 7 2 8 em chia 64, em được 27. Mà 27 cái căn bậc 3 rất đơn giản, 27 chính là 3 bậc 3. Vậy thì tôi ra ngoài bằng bằng 7. Nha, đây là một cách. Rồi, cách này làm hay hơn ha. Cách 2 nha. Cách 2 giờ tôi sẽ tôi đưa căn bậc 3 của cái này ra ngoài. Đó, cái này bằng bao nhiêu mũ 3 nha. Đó, giờ tôi sẽ phân tích cho các em coi. Đó, cái này bấm máy tính thì quá dễ rồi, đúng không? Bấm máy tính bấm chỉ bấm shift căn. Là căn bậc 3 nhập cái số vô mũ bằng ra. Đó, nhờ đó em đánh mò nó biết là bao nhiêu mũ 3 rồi để em làm được nha. Nhưng mà tôi muốn các em không dùng máy tính thôi. Vẫn làm thành công nha, để coi được làm được nha. 1728 đúng không? 1728 thì chia số với tổ. Các em dùng máy tính phân tích ra từ số với tổ được em. Ai xài máy tính 570 ghi em nhập cái số này vô máy tính, bấm bảng, bấm shift, bấm đô o phải em mang ra liền. Ở Vinacon bấm phải bấm shift 64 nhập số vô bấm bảng ra đó nha. Rồi vậy thì tôi xử lý là tôi không dùng máy tính luôn, làm tay hết nha. Ở tôi chia 2 này, chia 2 đúng không? Đây là phần 8 6 này đúng không? Cái này tiếp tục là 4 này, tiếp tục chia 2 nữa này. 4, 3 4, 3 này, tiếp tục chia. Tôi lấy 4 chia 2 này, được 2 này ha. Rồi 3 chia 2 được 1 này, được 6 này, tiếp tục chia 2 được nha. Được 1 này, 0 này, 8 này, tiếp tục chia 2 này, 54 này. Tôi chia 2 này, 27 này em. 27 này biết 33 rồi, vâng. Đạt có nhận 21, 2, 3, 4, 5, 6 2 mũ 6 nhân cho 3 mũ 3 đúng không? Mà 2 mũ 6 chính là bằng 2 mũ 2 tất cả mũ 3, đúng không các em? Đúng không? Vậy thì tôi có thể phân tích là bằng gì em? À, tôi sẽ phân tích là bằng 2 mũ 6 nhân cho 3 mũ 3, tôi phân tích là bằng 4 mũ 3 nhân cho 3 mũ 3. Vậy thì tôi có thể nè, 3, 4, 12 là đúng không? Nè, em học là x mũ n nhân y mũ n thì bằng x nhân y tất cả mũ n, đúng chưa? Vậy thì bằng 12 mũ 3. Wow, đây là 12 mũ 3. Đó, 12 mũ 3 nha. Chia cho 64 mình biết rồi, lúc nãy mình đã làm là bằng 4 mũ 3, đúng chưa? Đó, vậy thì lúc này mình sẽ xử lý này. Rồi, đưa ra ngoài nha các em. Căn bậc 3 của 12 mũ 3 thì mang ra ngoài bằng 12. Căn bậc 3 của 4 mũ 3 mang bằng 4. Trời ơi, đáp số bằng mấy? Bằng 3. Có một số em không biết phân tích vậy thì mình làm mắn làm sao đây? Làm mắn này rất là đơn giản. Có nghĩa là nhập lên vô máy tính, bấm shift cắt, nhập số vô bấm bằng, nghe ra 12 là chắc là mình biết là 12 mũ 3, đúng không? Đó, nhưng mà thôi cố gắng chứ làm tay đi. Làm tay không được, mình mới nhớ nha các em, mới sử dụng máy tính nha. Đó, các em chỉ phải vào. Rồi, vậy thì các em quan sát vô bài tập trực tiếp nha các em. À, bài 67 người ta yêu cầu tính căn bậc 3 của 512, căn bậc 3 của âm 129 để tính làm sao đây. Các em phải đưa về mũ 3, đúng không? Đó, cái vấn đề làm sao mà tìm được mũ 3 này là các em này rất là căng nha các em. Đó, nhưng mà thông thường á mấy cái bài này các em có thể cầm máy tính em bấm em xử lý một cái cọc ra đáp số rồi, đúng không? Đó, thì em bấm muốn bấm rất đơn giản, bấm phím shift với căn nha. Bấm căn không thì ra căn bậc 2, còn bấm phím shift căn thì ra căn bậc 3. Em chỉ cứ nhập 512 vô, em bấm bằng lập tức nó cho các em đáp số 8 nha. Vậy ở đây mình có thể đó, mình có thể đoán được nó đây chính là 8 mũ 2 các em. Đó nha. Vậy thì lúc này căn bậc 3 trả 3 chắc là 8 nha. Nhưng mà cái đó là mình làm mình biết là mình sử dụng máy tính rồi mình làm ngược lại nha. Đó, còn bấm trực tiếp cũng cặp cái ra đây liền á. Nhưng mà làm sao tôi tìm nó là 8 mũ 3 nha. Tôi thử làm cho các em một cái ra thành công nha. Tôi lấy 512 cũng vậy, tôi chia số với tổ, tôi chia 2 nha. 5 chia 2 được 2 này, đúng không? 5 11, 11 chia 2 thì còn 5 là 256. Tiếp tục tôi chia 2 nữa các em, được 1 này. Này các em, 2 nè, 8, tôi chia 2 nữa các em, được 6 nè, 64 nè, đúng không?
64 em là nhân chính là 43 đó, nhưng mà không cứ chia thiết chia tôi chia hết cho em coi này. Chia 2 thì còn 32, tôi chia 2 thì chia 2 thì còn bao nhiêu em? Chia 2 thì còn 16, 2 tôi chia 2 thì còn 8, tôi chia 2 còn 4, chia 2 còn 2, chia 2 còn 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Vậy là tôi có thể làm cách 2 này em. Nha, tôi nhìn cách 2 đây nha. Bằng căn bậc 3 của 29. Đúng không? 29 em đưa vào căn bậc 3 em chỉ cần chia cho 3 thôi. Nha. Có phải 29 có phải là 2 mũ 3 tất cả mũ 3. Đúng không? Đó, lý thừa của một lý thừa bằng tích lý thừa, đúng không? Vậy thì mang là căn bậc 3, căn bậc của 2 mũ 3 tất cả mũ 3 thì mang là bằng 2 mũ 3. Mà 2 mũ 3 có phải bằng 8 không? Đó, nghe các em năm tay vẫn thành công nhưng vẫn heo thời gian của em nhiều lắm đó nha. Đó, các em cứ suy nghĩ nha. Rồi, hoặc là lúc này có 2 mũ 3 thì bằng 8 nè, đây giống heo, đây là 8 mũ 3 nha. Đó, đó là thành tay được các em. Rồi, tiếp tục. Giờ 729. 729 ở đây. Rồi, 729 là em biết bao nhiêu mũ 3. Muốn biết thì chỉ có con đường là một là em phân tích, đó là sự sống thì đúng rồi. Máy tính làm được luôn nha, chia tay cũng ra nha các em nha. Vậy thì các em quan sát nha. Vậy thì nè, căn bậc 3. Nếu mà em bấm máy tính thì cộng là căn xích căn nhập cái này vô đó, số là 9. Vậy đây chính là âm 9 mũ 3. Thì mang ngoài nó hỏi nằm nằm ngược nha, bấm máy tính là nằm ngược này ha. Rồi thì mang ngoài bằng gì em? Căn bậc 3 của âm 9 mũ 3 thì mang ngoài bằng âm 9. Giờ tôi làm không làm bằng gì? Tôi không làm bằng máy tính là làm được không ha. Rồi, tôi lấy 729 để chia số nguyên tố nha. Này chia 2 cũng được rồi. Này dấu hiệu chia cho 3 này các em. Chia cho 3 ha. 7 chia 3 còn 2 là 12 này chia cho 3 4 này đúng không? Này 3 tiếp tục tôi chia 3 được nữa em. Được 8 à, 81 này. Đó, 81 chia 3 là được 27 này. 27 chia 3 này được 9 là 9 chia 3 được 3, 3 chia 3 được 1 là đến bài 1 2 3 4 5 6. Có phải 3 mũ 6 không? Căn bậc 3 của 3 mũ 6. 3 mũ 6 chính là bằng 3 mũ 2 tất cả mũ mấy? Mũ 3. Có phải là 3 mũ 6 không? Dấu trừ của đề thế này là trừ này. Đó, đúng không? Bằng 3 mũ mấy em? 3 mũ 2 ở đây nha, nghe tất cả mũ 3. Đó. Một là như vậy. Không thôi em là 3 mũ 2 này bằng 9. 9 được không? Đó, vậy là âm 9. Âm 9 mũ 3 thì mang ngoài bằng đó, bằng 9 luôn, đúng không? Dấu trừ như này, dấu trừ. Đó. Hoặc là âm em đưa nè, đưa này ra ngoài này còn âm 3, âm ở ngoài cái này nè. Rồi 3 bình nhân bằng 9 cũng vậy thôi. Nghe. Đó. Đó, tôi vẫn làm cho các em được hai cách. Đó. Rồi, tiếp tục. Cái này. À, các em nhớ thôi, nhưng luôn nhớ cái nhà mũ 3 các em nhớ những mũ 3 các lập phương các em thường gặp nè. 1 nè, 8 nè, 8 là 2 mũ 3 đúng không? 2 mũ 7 là 3 mũ 3, 64 là 4 mũ 3, 125 là 5 mũ 3. Đó là các em thường gặp nha. Rồi ví dụ là ở đây 64 nè. Ồ, ở đây chính là em là nhân trí, đây chính là bằng 0,4 tất cả mũ 3. Đó, thì tôi mang ra ngoài là bằng bao nhiêu em? Căn bậc 3 0,4 tất cả 3 bằng 0,4. Đây là một cách nha. Tôi làm cách khác nha, các em coi nè. Tôi sẽ phân tích như vậy đi. Căn bậc 3 nghĩa là 0,064 là tôi phân tích là bằng 64 phần 1000. Được không? Đó, từ đây lui ra, từ phải lui ra 3 cái là được chia cho 1000 nè. Mà 64 á, thì em biết rồi, chính là 44 mũ 3. 1000 chính là bằng 10 mũ 3. Vậy tôi mang ra được nè. Căn bậc 3 của 4 mũ 3 mang là 4. Rồi cái này 10 mũ 3, căn bậc 3 của 10 mũ 3 mang là 10. 4 chia 10 thì các em biết chắc ăn đáp số bằng 0,1. Đúng không? Đó, giống nhau. Hết nha các em. À, tiếp tục đến tiếp tục căn bậc 3 của âm 0,216 nha các em. 216 các em nhớ này. Những lập phương các em cần phải nhớ là gì? 1 nè, 8 nè, 27 nè, 64, 125 đúng không? Nữa là 216. Đó. Nhớ 125 là 53, rồi 216 là 63 nha. Vậy ở đây là 0,216 chính là gì các em biết không? Đó chính là âm 0,63. Đúng không? Vậy thì căn bậc 3 của gì em? Âm 0,639 thì mang ngoài bằng gì em? Âm 0,6 nha các em.
đây là một cặp. Các em có thể làm chắc chắn này em. Có nhiều em không làm vậy. Phân tích này ra này. Âm 0,216. Các em phải phân tích là bằng âm 216 phần 1000. Được không các em? Đó, 1000 nha. Vậy đây mình sẽ phân tích cái bài. 216 á, 216 chính là 63 nha. 1000 chính là 10 mũ gì em? 10 mũ 3. Rồi, đưa ra ngoài căn bậc 3 có dễ không? Rồi, vậy thì căn bậc 3 của âm 63 thì mang ngoài bằng âm 6 này. Đó, 10 mũ 3 này, căn bậc 3 của 10 mũ 3 mang ngoài bằng 10 này. Và đáp số bằng âm 0.6. Đó, nha các em. Tiếp tục, câu tiếp tục nè. Căn bậc 3 của âm 0.008 nè. Rồi, 8 này em nhớ là 2 mũ 3 rồi. Vậy đây chắc ăn, nó chính là gì? À, nó chính là âm 0.2 mũ 3. Rồi, vậy đây đơn giản rồi đúng không? Vậy căn bậc 3 của âm 0.2 mũ 3 chính là bằng âm 0.2. Ok. Rồi, thì em vẫn có một, còn một cách khác em làm nè. Tôi làm cách 2 ha. Em phân tích là ra âm 0.008 chính là âm 8 phần 1.2.3 mũ 3 đúng không? Được phải. Thì chỗ phải nút đa 3 rồi, có nghĩa là em phải chia cho 1000 nha. Thôi đây cái lại nha. 8 chính là 2 nút 3. 1000 chính là bao nhiêu các em? 10 nút 3. Thấy chưa? Rồi, vậy tương tự mình sẽ phân tích ra ha. Nó căn bậc 3 của âm 2 nút 3 mang ngoài bằng âm 2. Và tương tự 10 nút 3 cũng mang ngoài bằng 10 này. Vậy đáp số 2 chia âm 10 2, âm 2 chia 10 bằng âm 0.2 nha các em. Đó, vì thế căn bậc 3 thì em để ý những căn bậc 3 đã thường hay số số mà thường hay ra là số liên quan ở phương nha. 1 bao nhiêu? 8 27 27 đến 64, 64 là 43 các em, 125 53 216 là 63 nha. Còn lớn quá thì nếu mà mình không học thuộc được thì lúc đó có thể các em dùng máy tính nó trợ giúp các em. Em bấm vô shift càng nhập vô lập tức ra là được. Các em. Rồi, các em xin bài vào. À, tiếp tục các em quan sát câu 68 nha, yêu cầu phép tính này. Căn bậc 3 của 27. Mà em nhớ nha, muốn khai căn bậc 3 thì bên trong phải tạo thành mũ 3 được nha. Đó. Vậy thì tôi sẽ đưa này nha. Này quá dễ rồi em, số này mình làm thường xuyên đúng không? 27 mình biết rồi, đó là 3 mũ 3 liền. Đó. Rồi, âm cái này nè, 8 là 2 mũ 3 nè. Đó, 125 phải biết là 5 mũ 3 liền nha. Đó. Vậy thì rất đơn giản. Căn bậc 3 của 3 mang ngoài bằng 3. Tương tự này. Ô, này dấu trừ ghi là ngoài dấu trừ nha. Vậy là trừ 2 nha. Tương tự căn bậc 3 của 53 mang ngoài bằng 5. Wow. Âm là trừ này. Rồi. Quá êm các em. Đáp số bằng 0. Rồi, quá đẹp. Còn nào em nào mà không làm nổi nữa thì lúc này mình phải dùng máy tính thôi nha. Máy tính nhập xích căn. Nhập này vô cũng bằng ra này nha. Đồ tập bằng đặt số từ từ nha. Thêm cái xin bài bài. Đợi các em quan sát cô bé nha. Cô bé mình coi. Cô bé được người dân kia hai cắt rồi. Thế nha nha. Tôi chia hai căn bậc 3 này luôn nha. Chia này. Với một điều căn căn bậc 3 là lấy 135 nha. Tôi chia cho 5 luôn. Đó nha. Rồi cái này nhân lại dưới một chút căn rồi, căn được 3 rồi, lấy 5 bậc từ nhân cho 4 luôn các em. Đó, vậy thì các em lấy 135 em chia cho 25 nha, em được 27. Rồi sau đó em lấy 54 em nhân cho 4 bằng 216 nha. 216 rồi. Căn bậc 3 của 27, 27 chính là 3 mũ 3 đúng không? Đó, căn bậc 3 của 216, 216 chính là 63 nha các em. Đó. Rồi, vậy thì cái này em căn bậc 3 của 3 mũ 3 mang ngoài 3 và tương tự cái này mang ngoài bằng mấy em? Bằng 6. 3 trừ 6 thì bằng âm 3. Đó, các em làm như vậy được nha. Và có nhiều em tới đây không biết thì cứ cầm máy tính bấm ở đây, cầm máy tính bấm ở đây. Đó, cũng được nha. Rồi, tiếp tục giờ tôi hướng dẫn các em thêm một cách. Đó. Giống như bây giờ mình đưa từ số ra ngoài dấu căn đó nha. Rồi, cách 2 nha em. Tôi sẽ phân tích 135 cho em coi. 135 dấu hiệu chia cho 5 được em, đúng không? Chia 5 thì còn 2 nè, đúng không? Mà 27, đúng không? 27 chính là 3 mũ 3.
đúng nhá. Đó, 3 mũ 3 như thế nào? Vậy chia căn bậc 3 của nó trừ như thế. Căn bậc 54, tôi 54 chia cho em vào đây. 54 tôi chia cho 2, được 27. Riêng số này chỗ ở đây hết. 27 là 3 mũ 3 các em. Vậy thì tôi ghi lại nha. Đó, vậy là bằng 3 mũ 3 nhân cho 2 nhân cho căn bậc 3 của 4. Rồi. À, căn bậc 3 của 3 mũ 3 thì tôi mang ngoài bằng 3. Đó, số 5 không được, ghi này là căn 5 ở đây, căn bậc 3 ghi là 3. Rồi, căn bậc 3 của 5 luôn. Wow, hai này đơn giản lắm em. Vậy đấy ha. Rồi, tiếp tục nghe. Căn bậc 3 của 3 mũ 3 thì mang ngoài bằng 3 thì trừ cái này nè. Rồi, đây là căn bậc 3 của 2 nhân cho căn bậc 3 của mấy em? 4. Đúng không? Vậy thì tôi nè, đơn giản mất phần 3 trừ. Rồi, số 3 căn 2 căn bậc 3 của căn 2 căn bậc 3 của 2 nhân cho căn bậc 3 của 4 vậy thì bằng nhân lại căn 8 mà 8 căn 8 căn bậc 3 của 8 8 có phải là bằng 8 hoặc bằng 2 mũ 3 đó vậy tôi đưa ngoài ha 3 trừ cho 3 nhân căn bậc 3 của 2 mũ 3 là bằng 2 vậy là 3 trừ đi 6 đáp số bằng nhiều em âm 3 rồi em chỉ mày phạm. À, rồi tiếp tục em quan sát đến câu 69 nhé. Người ta yêu cầu so sánh này. Đó. So sánh 5 và căn bậc 3 của 123. 123 không thể thay căn bậc 3 được. Vậy thì mình muốn so sánh 2 5 và căn bậc 3 của 123 rất đơn giản, mình sẽ đưa 5 vào trong căn bậc 3. Đó, vậy thì muốn đưa 5 vào trong căn bậc 3 thì mình chỉ cần lập phương lên thôi, đúng không? Vậy đầu tiên là các em, các em chỉ cần nói là ta có nha, 5 chính là căn bậc 3 của 5 mũ 3 nha. Mà 5 mũ 3 các em tính là được bằng 125, đúng chưa? Vậy thì em từ đây nhìn này, từ đây là suy ra căn bậc 3 của 125. Như thế nào cái căn bậc 3 của 123 các em? Nó lớn hơn, đúng chưa? Kết luận vậy 5 lớn hơn căn bậc 3 của 123 nha các em. Rồi tương tự các em quan sát đến câu B nha. Ồ, câu B có nhân nữa này. Rồi. Ồ, đây có căn bậc 3, đây có căn bậc 3 mà đây là 6 mà đây là 5, đúng không? Vậy thì tôi sẽ tạo thành căn bậc đưa vào trong 5 đơn mấy số ngoài mà tôi sẽ đưa vào căn bậc 3 hết nha. Tôi so sánh. Vậy để trình bày các em. Ta có ha. 5 nhân căn bậc 3 của 6. 5 tôi đưa vào trong căn bậc 3 nha thì mũ 3 lên thì bằng bằng nhiêu em? 5 đưa vào căn bậc 3 thì 5 mũ 3 lên bằng 125 nhân cho căn bậc 3 của 6. Rồi, căn bậc 3 của 125 nhân căn bậc 3 của 106 thì mình nhân với một chỗ căn này. Lấy 125 nhân cho 6, em nhân vô. Ồ, đáp số được 750 nha. Rồi, tương tự ở bên kia cũng vậy các em. Tương tự bên kia này, 6 căn bậc 3 của 5. 6 được đưa vào căn bậc 3 nha. À, đưa vào căn bậc 3 là 6 mũ 3 lên. 6 mũ 3 thì các em biết rồi bằng 216 đúng không? Nhân cho căn bậc 3 của 5. Rồi, nhân này dưới 1 cho căn được rồi. Em lấy 216 nha. Em nhân cho 5 được bằng 1080. Wow. Đây so sánh dễ rồi các em. Vậy từ đây suy ra căn bậc 3 của 750 nhỏ hơn căn bậc 3 của 1080 đúng không? Từ đây suy ra căn bậc 3 của 750 nhỏ hơn căn bậc 3 của 1080. Rồi, rất đơn giản các em. Lúc này kết luận được chưa? Này nhỏ hơn này và kết luận này nhỏ hơn này. Vậy 5 căn bậc 3 của 6 nhỏ hơn 6 căn bậc 3 của 5 nha các em. Rồi, các em trình bày vào.